Em xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại kênh bật lửa cô độc của em nha. Thì tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy sẽ em sẽ ra một bài về những chiếc Jippo và những cây quạt độc lạ xưa. Thì hôm nay thì thứ hai đầu tuần thì em cũng chúc anh em sau khi làm việc về nghỉ ngơi thoải mái, vui vẻ bên gia đình và người thân. Thì hôm nay là bài kết hợp giữa những cây quạt xưa và những cây quạt Jippo nha mấy anh. Thì đến với kênh của em, anh nào chưa đăng ký kênh hãy cho em được đăng ký kênh nha. Anh em đăng ký kênh rồi cho em được like và chia sẻ. Ở phần phía dưới thì hôm nay em ra bài hơi trễ, cũng gần 5 giờ rồi. Thì em sẽ không ghim giá, mong anh em thông cảm nha. Còn số điện thoại của em có ghi trong phần bình luận á. Thì số điện thoại của em xin đọc nha: 0934 072 506. Đó cũng là Zalo của em luôn nha mấy anh em. Rồi 0934 072 506. Còn hình thức mua bán thì giao lưu với nhau thì anh em khách mới thì hãy đặt cọc hoặc chuyển khoản đủ thì em sẽ bao ship. Còn đặt cọc thì nhận hàng thanh toán phần còn lại và cộng thêm phí vận chuyển đó nha mấy anh. Rồi. Anh em khách mới thì anh em mua hàng trên mạng thì có thể là chưa tin tưởng nhau một chút thì anh em hãy đặt cọc cho em chừng 50 trăm cũng được rồi, không cần nhiều đâu. Anh em khách quen thì cứ alo cho em. Tùy theo trường hợp anh em code thì em sẽ chuyển code, còn chuyển khoản thì em sẽ gửi theo chuyển khoản nha. Rồi em vô bài luôn nha mấy anh em. Đầu tiên thì cây này cũng lâu rồi, cũng lâu rồi. Ủa sao nó đen thui thùi lùi vậy không biết, hay là do em phơi nắng quá nó đen. Lâu rồi mới về được cây như thế này nữa. Một cái quạt Nhật nha, dạng Jippo to, siêu to khổng lồ. Cây này hôm bữa về cây anh kia cũng lấy rồi. Bề cao khoảng 2 tấc, bề ngang tấc á. Cái này anh em chân bá cháy bộ chát luôn. Hình thức là nó còn cái miếng tem của nó nha. Ở trên đây nó có miếng dán, hay dán cái miếng gì đó. À dạ, nó hơi trơn. Chrome phải xước. Đây, dán miếng này anh em không thích gì lột ra. Phía dưới đấy nó cũng có dán miếng đó. Chữ Jippo nhưng không phải hàng Jippo nha mấy anh em. Stalin Jippo. Nó miếng dán thôi, miếng dán y như miếng bọc PK này, nó hở dán vô thôi. Cái này mở ra nghe cái đùng cái luôn. Rất là to nha. Hình thức là còn đẹp. New. À dạ, cứng quá em không rút ra được, mong anh em thông cảm nha. Cứng quá em không rút cái ruột ra được, tại vì tay em cũng hơi trơn à. Nó ra mồ hôi á, nó trơn. Đây, bộ đốt ở trong cũng trăm xăng thôi, cái này anh em rút còn bình xăng á. Bình xăng hơn. Về chân rất là đẹp nha, hình thức là đẹp, đẹp hoàn hảo. Cái này thì giao lưu với anh em là 1.150.000. Này tầm 7-8 lạng á. Cũng nặng, em không có cân. Rồi 1.150.000 nha, mã số 1. Phí vận chuyển cái này về cao lắm, nó nặng á, tại vì phí vận chuyển về cao lắm. Mã số 1 nha. Hôm bữa cũng có nhớ có anh nào đặt cây này mà em không nhớ anh nào, em không có ghi không sổ. Hôm bữa thường thường ngày xưa có hay ghi, bây giờ không có ghi nữa, quên. Rồi tiếp theo mã số 2, một chiếc xe tăng. Xe tăng nha, xe tăng là bộ binh. Hàng này hàng của Nhật, cái màu này là màu quân đội nha mấy anh em, màu xám xám đen đen gì này, quân đội nha, hàng của Nhật. Cái này thì được sản xuất vào những năm 70. Ở dưới đấy có ghi thông tin của chiếc xe tăng này. Này là cái nòng. Cái nòng này ở trong đây có ốc nè, anh em muốn chỉnh hướng nào thì anh em dặn lại thôi. Còn cái nòng này anh em tháo ra được nha. Khi vận chuyển thì em sẽ tháo cái nòng này ra, nó có ốc dặn tháo ra. Làm hộp kim ấy, nặng cỡ, cũng cái tầm cỡ ký á, nửa ký 1 ký á, trên nửa ký á, nặng lắm. Rồi ở phía trên là cái đầu của nó đây. Ở phía trên em tháo ra gì cho anh em dễ nhìn. Đây là một cái hộp quạt ga Nhật, ga của Nhật. Cái này được làm bằng đồng mạ chrome, hàng của Nhật xưa. Còn hoạt động tốt nha, tăng chỉnh hoàn toàn tăng chỉnh bình thường, rất là nhạy nha. Rồi cái này thì giao lưu với anh em là 1.390.000, 1.390.000 nha, mã số 2. Tiếp theo mã số 3, cái này hiếm nè mấy anh em. Khá độc lạ, hình như chiếc đĩa bay. Cái chân này tháo ra được nha. Anh em tháo ra được, em tháo khi vận chuyển em sẽ tháo ra cho anh em. Chân lên rất là đẹp luôn, rất là lịch sự. Cây này khá hiếm. Hình như là bằng gỗ hay bằng gì á. Cái đế nè, khá hay. Đẹp độc. Anh em chân cái này chân tủ khá hay á. Đẹp. Rồi, cái này thì được sản xuất vào những năm 50 thôi. Đây. Cái đầu của nó đây. Đồng mạ rơm lâu năm thì có bong tróc cái lớp rơm trên đây.
Cái này thì đánh nó sẽ sáng lên thôi. Em chưa vệ sinh. Hàng của Nhật nha, cơ chế là săn đá. Đánh xe cực kỳ tốt luôn. Cái này chắc hình thức là chắc sử dụng một hai lần hoặc là chưa qua sử dụng thôi. Anh em nhìn cái tim nó trắng tươi. Đánh xe cực kỳ bén luôn. Ở cái này thì giao lưu ra với anh em là 849.000. 849 nha. 849.000. Rồi tiếp theo những cây dưới đây là những cây hồng quẹt Zippo có hộp theo nó luôn. Đầu tiên cây này để anh em sưu tầm đây, cây rất là hiếm, đẹp đây, chủ đề gừng xanh, hộp zin nha, bán 7.000, xuất Nhật, hộp zin của nó đây, hộp này đi theo nó nha, hình thức là mới hoàn toàn 100% chưa qua sử dụng. Thì sơn màu xanh, cái này anh em chân thì rất là đúng bài đẹp luôn. Mới nha, new hoàn hảo. Thì sơn hấp nhiệt màu xanh, cái này thì được sản xuất vào năm 1996, 12 la mã. Bản limited nha, chỗ này nó in do in cái bản limited này khó nhìn lắm. In chỗ này nè. Đẹp. Cái này chân thì hết bài, hết ý. Lâu năm nó hơi bị bụi. Gột đây. Gột 97 là cũng năm. Được sự cho phép nhà sản xuất nha. Hàng new. Rồi cái này thì giao lưu với anh em là mã số 4 là 1.690.000. 1690 nha, 1690. Mã số 4. Mã số 4 mấy cái này anh em tìm khó lắm. Hiếm. Tiếp theo. Tiếp theo là em cái này bộ 3 cây, anh em lấy bán lẻ cái này luôn. Cái này gồm bộ 3 cây nha. 3 cây của nó thì em để phía dưới 2 cây rồi. Mà lỡ lên bán lẻ luôn đi. Bán lẻ cho anh em dễ sử dụng. Nếu mà anh em lấy nguyên bộ. Chờ một xíu nha. Nãy quên chuẩn bị. Anh em lấy nguyên bộ thì em sẽ để giá tốt cho anh em. Đây. Nó gồm 3 cây như thế này. 3 cây như thế này là một bộ của nó. Nha. Anh em lấy nguyên bộ này thì em sẽ để cho anh em là 4 triệu. Còn bán lẻ thì em bán từng cây cho. Bán lẻ đi, bán lẻ cho anh em dễ sở hữu. Anh em săn bộ khó lắm, săn lẻ thì nó sẽ giá khác. Đây là một cây hình thức new hoàn hảo. Chủ đề gì em cũng biết luôn, 3 cây. Cây này là mạ bạc si bụi. Hình thức là new nha. New. New thì cái này còn tem em không bóc ra nha. Cái này được sản xuất vào năm 1996, 12 la mã. Cái này thì giao lưu với anh em là mã số 5 là 1.190.000 nha. 1190. 1190 nha, mã số 5. Tiếp theo mã số 6 là một cây Solid Brass. Cây này có hộp nha, hộp zin của nó nha. Cây Solid Brass, cây này hộp màu vàng này. Solid Brass. Chủ đề về gỗ whisky. Anh em nào sưu tầm rượu thì lấy cái này về chân vô tủ cũ cũng khá hay. Em lem được làm bằng đồng nha, em lem đồng. Cây này cũng được làm bằng đồng khối luôn. Đồng khối nha. Hình thức là đẹp. Đó. Một cây mới hoàn toàn. Do một thời gian em bật ra bật vô nó có xước nhẹ, do là lai new nha. Xước nhẹ thôi. Rồi giỏ gột trùng, trùng cả tháng 5 luôn. H03. Trùng cả tháng 5 luôn. Rồi cây này thì giao lưu với anh em là 1.090.000. Mã số 6. Mấy cây như thế này thì anh em chỉ thêm mẫu thôi chứ không có khuyết điểm gì hết. 1.090.000 nha. Tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 là một cây tàu chiến mã Sapphison. Tàu chiến mã Sapphison nha. Tàu chiến. Tàu chiến mà nào, mã trên nền mã Sapphire này rất là hiếm. Khá hiếm. Em zoom lại dẫn cho nó đừng có ao nét nữa. Ao nét khó chịu quá. Hình thức là new. Mà Sapphire xanh. Cái này thì được sản xuất vào năm 2009. Đáy lõm nội địa Mỹ. Dòng nội địa Mỹ mà mã Sapphire này cũng khá hiếm. Không thấy, ít thấy. Rồi giỏ gột trùng 09. Cái này thì mã số 7 giao lưu với mấy anh em là 990.000. Mã số 7 nha, cái này em đang sell lỗ. Mã số 7. Tiếp theo là những cây phía dưới. Ở dưới đây có những cây Zippo đã qua sử dụng đó. Anh em
hãy đón xem clip nha. Anh em nhớ nha, số điện thoại của em là 0934072506. Rồi tiếp theo là mã số 8, là số 8 là một cây đu bông highlight. Phơm thấp. Phơm thấp nha. Phơm thấp nhưng mà nó vẫn bự hơn cây slim, cây một là một line. Nó vẫn cao, anh em cầm dễ sử dụng lắm. À, sơn mài màu cánh ván. Tất cả nước sơn còn rất là đẹp. Không bong chóc gì hết. Đẹp nha. À, đẹp. Không bong chóc gì hết. Lắc kê vàng. Cái này thì được sản xuất vào những năm 70, 80. À, đu bông highlight, hình thức đẹp. Cái này khoảng 97% á, trên á mấy anh. Nói chung là đẹp. Đẹp nha, highlight. Cái này thì em chưa vệ sinh, chưa đụng gì hết. Đây. Chưa vệ sinh luôn á, nhập về là còn nguyên bản gì luôn này. Cái này nó bị bụi ở trong á. Em thì gì để xài cũng được. Hoặc là để đem ra thợ thì kêu nó vệ sinh cho nó sạch bụi ở trong. Lâu năm á, trong khi lâu năm không xài cái đá nó mục quá. Đá trong đây có để viên đá dự phòng phía trong đây nè mấy anh. Trong khi viên đá dự phòng nó mục nó bay bụi vô. Này viên đá dự phòng nè, nó mục nè. Viên đá dự phòng nằm phía dưới nữa. Nằm phía dưới chỗ này nè. Này viên đá zin của nó này. Viên đá đu bông zin của nó này. Chưa có xài nhiều đâu. Viên đá này còn nguyên luôn. Nó đu bông zin của nó. Rồi tự nhiên dại chi, chốt dại chi. Viên đá mấy viên đá mới thì chốt dại chi trời. Em tay em trơn á, em gịch nó hơi khó. Nó xì ra ra gần hết rồi. Tay trơn quá. Rồi cái tay em trơn em phải dùng cái áo em kéo vô. Hoạt động bình thường nha mấy anh em. Ok, hoạt động bình thường nha. Bên đây là nút tăng chỉnh ga có dấu cộng trừ này. Còn bên đây là anh em bơm ga. Đây. Đó, tăng chỉnh ga ok nha. Rất là nhạy. Đu bông là dòng thương hiệu khá nổi tiếng. Anh em cũng biết rồi. Thương hiệu của Pháp mà. Cái này thì giao lưu với anh em là 3 triệu mốt nha. 3 triệu mốt. Quá mềm cho một cây highlight rồi mấy anh ơi. 3 triệu mốt. Anh em nào vui vẻ thì em sẽ giảm xuống 100 nữa còn 3 triệu, coi như là lời được 50 ngàn. Rồi tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 là một cây đu bông một lai. Dòng này được sản xuất vào những năm 70. Hình thức là cũng là sơn mài màu đen. Cái chữ này là không phải là nghệ nhân họ khắc lên á, họ ghi nguyên bản á nha mấy anh. Cây này thì trên nắm nó có chóc 2 điểm sơn mài. Còn hình thức thì khá ok, cây này được sản xuất vào những năm 70. Một chỉ một to, một lai. Đây. Hình thức bên trong. Rồi. Hoạt động tốt chân chu. Cái này xuống tăng chỉnh ga ok, chuẩn nha. Không gì phải suy nghĩ. Rồi cái này thì anh em giao lưu với anh em là 1.990.000. 1990. Mã số 9. 1.990.000. Đây bên trong. Bơm kìa. Khi anh em mua những cây đu bông như thế này em sẽ tặng cho anh em cái đầu bơm bằng đồng kèm theo nha, để cho anh em bơm ga anh em sử dụng. Rồi 1990, mã số 9. Tiếp theo mã số 10 là một cây ga Magneto của Nhật, cũng được sơn mài luôn. Cái này thì là làm bằng nhôm. Nhôm nha, bằng nhôm. Cây nhôm thì khá là hiếm. Cái này thì được sản xuất vào những năm 70. Hàng của Nhật. Chỗ này có chuyện này, thiện trên thương hiệu. Cây xe, cái này thì rất là hoạt động tốt. Rồi tự nhiên bấm cái nó hết ga luôn hả ta. Em khi ghi xe anh em bấm hơi chậm chút xíu. Này nè, bấm nó hơi chậm chút xíu. Nhầm khi cũng tức lắm mấy anh. Lúc mà ở dưới bấm cái nó cháy, bấm cái cháy lên clip nó dở quẻ với em cái gì. Rồi cái này thì giao lưu với mấy anh em là 290k nha, mã số 10. Cái IC này nó là bằng IC này em nghĩ nó là bằng nguyên cục đồng, IC bằng đồng chứ không phải bằng nhựa như những cây IC Trung Quốc. Trời tức. Hay là ga nó yếu rồi.
Cái này em chưa vệ sinh bồn đốt, nhưng khi nó dơ đánh lửa nó không bị bén. Chùi chùi bụi cái. Rồi 290 nha. Trời tức. Chị bấm 290. Rồi tiếp theo mã số 11. Mã số 11 là một cây cầu mẫu Slim, dòng nhỏ gọn. Chỗ này có chỗ anh em để treo móc khóa này. Được làm bằng đồng, đồng nguyên zin nguyên bản luôn nha. Slim. Cái này thì được sản xuất vào những năm 50. Dòng Skin Super Slider. Cái này cơ chế là xăng đá nha. Cái này thì dễ bật thôi, anh em cầm vậy anh em bật là ok rồi. Tại vì nó có cái eo nè, anh em cầm nó rất là chặt. Nhẹ nhàng. Cơ chế là xăng đá nha. Cái này thì Zalo với anh em là 390.000, mã số 11. Mã số 12 cũng là một cây được làm bằng đồng luôn. Đồng nguyên zin nguyên bản. Cái này phơm độc nè, phơm vuông. Đồng thì anh em xài anh em thích thì đánh ra nó sẽ sáng thôi. Thương hiệu cũng của Nhật. Được sản xuất vào những năm 50. Đây, A Brown Super Deluxe Lighter Light New. Ủa? New Light. Này chuyển trên da băng này. Cơ chế này dễ anh em dễ sử dụng lắm. Kéo rất là nhẹ nhàng luôn. Thường thường anh em ít khi nào thấy em cầm cò mẫu gì lắm mà em khi em cầm cò mẫu như vậy là anh em biết nó dễ sử dụng rồi. Thường thường cò mẫu là anh em phải cầm như vậy nè. Đó, nó mới đúng. Còn em mà cầm gì là anh em biết nó dễ sử dụng rồi. Em mới cầm như thế này nó không rớt. Rồi cây này thì Zalo với anh em cũng là 390. 390 nha, mã số 12. Tiếp theo mã số 13 là một cây Zippo đã qua sử dụng. Đồng mạ chrome HB, được khắc ăn mòn axit chủ đề Zippo. Zippo, công ty Zippo được thành lập, được sinh ra và được thành lập vào năm 1932 đây. Đồng mạ chrome hình thức cây này còn khá đẹp. Tuy đã qua sử dụng nhưng mà anh em nhìn đi, còn đẹp. Được sản xuất vào năm 2000, một đơn. Qua tháng B là tháng 2 là bắt đầu qua một kép rồi. Anh em chơi sưu tầm cũng xứng đáng nè. Âm cái này thì khá ok. Bánh bán. Hình thức qua sử dụng nha. Rồi. Vỏ gột trùng 16 la mã 2000. Rồi cái này thì Zalo với anh em là 590 thôi. 590. 590. 590 cho mã số 13. Mã 14. Mã 14 cây này là mới đầu đẹp lắm, em để em ghiếc không có bao bọc gì trên cái nó xước. Một cây cũng là cây chrome HB. Khắc ăn mòn đổ sơn chủ đề đảo quân sự của nước Mỹ thời Thế chiến thứ hai, đảo Ram. Này do em không có bọc bảo quản này, không có hộp này, nó xước vậy. Lúc đầu nó như là một cây đẹp lắm. Nó ngoài ra các góc cạnh thì rất là liền lạc, không cứng. Cây này thì thắng D rồi nè, 2000 này. Một kép. Hàng đáy nộm, đảo đêm Mỹ. Âm được cũng khá ok, trên trung đình. Trên 6 điểm, bánh bén. Anh em nhìn ở trong này nó sạch. Bon sờ bon luôn. Do em bảo quản không kỹ. Rồi cái này thì được cái là giỏi gột trùng cả tháng 5 luôn. D 16 la mã. Đẹp. Cái này cũng là 590 nha. 590.000. 590.000 cho mã số 14. Mã số 15 là một cây để anh em mua về sử dụng hoặc là sưu tầm. Cái này có thể anh em sưu tầm cũng được. Một cây tổng thống, chủ đề về tổng thống nước Hoa Kỳ, tổng thống Mỹ nha. Cái này có ký tên, nhiệm kỳ của ông này là 1961 đến 1963, 4 năm. Nhiệm kỳ 4 năm. Tổng thống nước Mỹ. Hình thức thì qua sử dụng. Qua sử dụng nha. Ở phía sau này chủ cụ họ khắc lên. TA. Chủ cụ họ khắc lên nha. Để coi kìa. Cái này gơ nè, anh em ấy yêu cầu thì em sẽ thay cho. Em nhìn em biết gơ. Cái này thì đáy lõm nó đơn Mỹ, sản xuất năm 89. Cái này gơ rồi phải thay vô mới biết được âm. Cái này nếu mà thay vô âm cũng khá hay á. Qua sử dụng em chưa vệ sinh, hàng này mới về. Anh em lấy thì em sẽ làm sạch sẽ lại cho anh em. Rồi, gột mờ giai đoạn 8893. Em cố gắng em nghiêng nghiêng thử thấy cho. Gột mờ giai đoạn 8893 nha. Ủa, nãy lên cái dít. Rồi gột này gột chuẩn nha, chuẩn. Chuẩn 80 88 chuẩn 8X này,
Tại vì sao? Qua 9X là cái qua qua đời 86 88 86 87 là cái với lại 88 89 trở trước á, là cái chữ cái lưỡi gà nó còn vuông vuông cạnh, nó chưa có giác cạnh. Cái này là vuông cạnh này, chưa giác cạnh này, chưa có bo á. Đầu qua 90 á là nó đã bo rồi. Các anh em yên tâm, ruột này là chuẩn. Rồi cái này thì giao lưu với anh em là 790, mã số 15. Mã số 16, mã số 16 là một cây được khắc zin hãng nha. Đồng mạ chrome satin. Cây này là chống bám vân tay, chống chày xước rất là tốt. Hình thức là qua sử dụng lướt. Được sản xuất vào năm 2014. Đá lõm dòng nội địa Mỹ. Đẹp. Đẹp nha. Xài lướt thôi. Xài lướt có giá là giá tốt cho anh em sử dụng này. Cái này chắc anh em cần thì em sẽ thay cốt cho. Thay cốt nha, cho nó chặt lên. Này hơi gơ. Xài không nhiều đâu, khói đóng cũng không nhiều. Rồi ok nha, giỏi ruột thì trùng. 2014. Trùng nha. Cái này thì giao lưu với anh em là 290 thôi, 290.000. Cái mã cuối cùng ngày hôm nay là mã số 16 bánh bén nha. Rồi, em xin đọc số điện thoại của em lại nha. 0934 072506, đó cũng là số Zalo của em luôn, số 9 luôn nha. Anh em hãy kết bạn Zalo nha, hoặc là gọi trực tiếp, nhắn tin trực tiếp cho em. Rồi, chúc anh em, cảm ơn anh em đã bỏ thời gian xem hết bài của em nha. Rồi, chào anh em, hẹn gặp lại mấy anh em kỳ sau. Bye bye.